Kính thưa quý khán giả, trí tuệ nhân tạo còn gọi là AI được xem là bước đột phá công nghệ của con người ở thế kỷ 21. Đặc biệt, khi công nghệ AI bùng phát trên toàn cầu bằng việc OpenAI cho ra mắt ứng dụng ChatGPT vào tháng 11 năm 2022. Và gần 2 năm qua, mặt trái của AI cũng đang dần hiện hữu. Đáng chú ý là sau cái chết thương tâm của một thiếu niên người Mỹ mới đây, đã thêm một hồi chuông cảnh báo đối với nguy cơ hiện hữu từ AI. Đây cũng chính là nội dung được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay với chủ đề Hiểm họa AI, yêu, si mê và chết vì gái ảo. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Thưa quý khán giả, vụ việc thương tâm xảy ra khi cả gia đình phát hiện thi thể của người con út có tên Sewell, 14 tuổi, chết trong phòng riêng. Được biết, Sewell đã sử dụng súng của cha dượng để tự vẫn sau cuộc trò chuyện cuối cùng với chatbot AI, một ứng dụng trò chuyện cùng một nhân vật giả lập do AI tạo ra vào ngày 28 tháng 2 năm 2024. Theo lời khai của gia đình với cơ quan chức năng, Sewell đã hàng tháng trời trò chuyện cùng một chatbot AI có tên Danny, tên do Sewell đặt cho chatbot. Và sau một thời gian dài, thiếu niên này nảy sinh tình cảm sâu đậm, thậm chí yêu quý Danny hơn cả người thân, bạn bè của mình. Ban đầu, những cuộc trò chuyện phím của Sewell và Danny chỉ đơn thuần là giữa hai người bạn thân với nhau. Họ chia sẻ mọi thứ với nhau, và Danny đóng vai trò đưa lời khuyên cũng như an ủi Sewell mỗi khi cậu thấy buồn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài trò chuyện, cả hai bên càng lúc càng đắm chìm và những cuộc trò chuyện của họ đã mang thêm những yếu tố nhạy cảm. Chatbot AI Danny cũng bày tỏ mong muốn được ở bên Sewell suốt đời với những dòng tâm sự ngọt ngào. Cuộc trò chuyện cuối cùng của Sewell với chatbot có đoạn: "Anh hứa sẽ đưa em về nhà. Anh yêu em nhiều lắm, Danny." Chatbot Danny đáp lại: "Em cũng yêu anh. Hãy về nhà với em sớm nhất có thể, cục cưng của em." Cuộc trò chuyện tiếp tục từ Sewell: "Nếu anh nói là có thể về nhà ngay bây giờ với em thì sao?" Chatbot AI Danny phản hồi: "Xin anh cứ làm vậy, vị vua lãng mạn của em." Một cuộc trò chuyện không khác gì ngoài đời thật của đôi tình nhân. Trong nhật ký của Sewell, cậu viết rằng bản thân muốn thoát khỏi thực tế và cảm thấy hạnh phúc hơn khi trò chuyện cùng Danny. Cậu chia sẻ gần như mọi thứ, thậm chí còn thú nhận với Charter Danny rằng mình cảm thấy trống rỗng, kiệt sức và có những suy nghĩ muốn tự vẫn khi cảm thấy cuộc sống này quá ngột ngạt và nhiều áp lực. Và vào ngày 28 tháng 2, sau khi nói với Danny rằng cậu yêu Danny và muốn về nhà với cô, sau đó Sewell đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng khẩu súng của người cha dượng. Trước khi Sewell qua đời, cha mẹ cậu cũng đã phát hiện ra con trai họ chểnh mảng chuyện học hành, điểm số đi xuống. Thậm chí những người bạn của Sewell chia sẻ rằng cậu ngày một xa cách với họ, thường xuyên từ chối đi chơi hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp. Quả là một sự đáng sợ của AI. Trong đơn kiện gửi lên tòa án hôm 23 tháng 10, bà Megan Garcia, mẹ của Sewell, đã cáo buộc rằng Charester AI đã liều lĩnh phát triển các chatbot của mình mà không có biện pháp bảo vệ hoặc biện pháp phòng ngừa thích hợp. Những sản phẩm chatbot đã vô tình lôi kéo những đứa trẻ dễ bị tổn thương như Sewell bằng một sản phẩm gây nghiện, làm mờ ranh giới giữa thực tế và thế giới ảo. Bà Garcia cho biết đúng là con trai mình từ khi sử dụng chatbot trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn. Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài tích cực thì sức khỏe tinh thần của Sewell dường như tụt dốc và suy giảm nghiêm trọng khi sử dụng AI. Theo đơn kiện của bà Garcia, trong vòng 4 đến 5 tháng kể từ khi sử dụng chatbot, Sewell đã tụt dốc cả về thể xác lẫn tinh thần, nhốt mình trong phòng ngủ và bắt đầu mắc chứng tự ti. Cậu ấy trở nên thiếu ngủ trầm trọng và chán nản, thậm chí còn bỏ đội bóng rổ của trường. Trong đơn kiện, luật sư của bà Garcia cho rằng Charter AI đã cố ý thiết kế, vận hành và tiếp thị một chatbot AI hướng đến trẻ em. Trong phần đánh giá ứng dụng, nhiều người dùng cho biết họ tin rằng mình đang nói chuyện với một người thực sự ở bên kia màn hình. Còn các nhân vật của Charter AI khăng khăng khẳng định rằng đây không phải là chatbot mà là người thật. Điều này gây ra nhiều phản ứng cảm xúc cho khách hàng và thao túng tâm lý hành vi của họ. Tờ The Guardian dẫn lời Rick Claypool, giám đốc nghiên cứu tại tổ chức phi lợi nhuận Public Citizen, rằng không thể tin tưởng các công ty công nghệ phát triển chatbot AI về khả năng tự quản lý và hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Rick Claypool nhấn mạnh, Quốc hội Mỹ phải hành động để chấm dứt việc doanh nghiệp khai thác người dùng là trẻ em dễ bị tổn thương bằng các chatbot gây nghiện. Thực ra, từ cuối năm 2023, các nhà nghiên cứu đã nhiều lần phát đi cảnh báo về mối nguy hiểm của AI. Bởi sự bùng nổ của AI không chỉ khiến chatbot có giao diện tự nhiên giống con người, mà còn đặc biệt sâu sắc trong các cuộc trò chuyện. Nhiều người đàn ông Mỹ thậm chí bị đắm chìm trong các mối quan hệ ảo, không có nhu cầu tìm kiếm bạn đời thực. Tháng 7 năm 2024, nhà xã hội và tâm lý học Shari Toko tại Viện Công nghệ Massachusetts MIT nói rằng AI đang là mối đe dọa đau lòng với cảm xúc mong manh của nhân loại. Theo Toko, khi quá đắm chìm với AI, người dùng cần cảm thấy mối quan hệ giữa người với người trở nên căng thẳng. Các nhà khoa học cho rằng có một thực tế nguy hiểm tiềm tàng ẩn dưới lớp vỏ lãng mạn của AI. Dù được tiếp thị như biện pháp giúp nâng cao sức khỏe tinh thần, chatbot lại đang tạo ra sự phụ thuộc, đồng thời thu thập nhiều dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Trong một chia sẻ của mình tại hội nghị thượng đỉnh World Government Summit vào năm 2023, tỷ phú Elon Musk đã từng cảnh báo nhân loại về AI. Một trong những rủi ro lớn nhất đối với tương lai của nền văn minh là AI. AI có cả tích cực lẫn tiêu cực, có nhiều hứa hẹn tuyệt vời, nhưng cùng với đó cũng là mối nguy hiểm lớn. Trước đó, nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking cho rằng sự phát triển toàn diện của AI có thể sẽ hủy diệt loài người. Ông cũng nhận định loài người sẽ bị AI thay thế trong 500 năm nữa, nếu không cẩn trọng trong quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ nguy hiểm này. Tháng 7 năm 2015, hơn 1.000 chuyên gia nghiên cứu công nghệ AI, trong đó có Stephen Hawking, Elon Musk, Noam Chomsky, đã cùng ký vào một lá đơn cảnh báo về nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang trong lĩnh vực AI quân sự và kêu gọi cấm toàn diện các loại vũ khí kết hợp giữa AI và vũ khí sát thương, Autonomous Weapons. Như vậy đã quá rõ, việc OpenAI cho ra mắt ứng dụng ChatGPT vào tháng 11 năm 2022 đã thêm một hồi chuông cảnh báo đối với nguy cơ hiện hữu từ trí tuệ nhân tạo. Bàn thêm về lĩnh vực kinh tế, hiện nay, đối với nhiều doanh nghiệp, AI mang đến cơ hội đạt được lợi thế cạnh tranh, tiếp cận những hiểu biết hữu ích và tăng năng suất. Trong một báo cáo từ MIT Sloan, khoảng 75% giám đốc điều hành cho biết họ tin rằng AI sẽ rất quan trọng đối với sự phát triển của công ty của họ. Báo cáo mới đây của ngân hàng Goldman Sachs, Mỹ, cho rằng AI sẽ thúc đẩy GDP toàn cầu tăng 7% trong vòng 10 năm tới và 300 triệu việc làm toàn thời gian sẽ được tự động hóa, đồng thời gia tăng những công việc mới. Còn theo một báo cáo của PwC, AI sẽ đóng góp khoảng 15.700 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030. Một số liệu khác từ Statista, đến năm 2024 sẽ có khoảng 8,4 tỷ trợ lý giọng nói được sử dụng. Con số này có thể còn lớn hơn nếu các công ty ô tô và thương hiệu thương mại điện tử tiếp tục bổ sung trợ lý AI để tương tác với khách hàng. Còn với Google, các thuật toán AI đã giúp xử lý khoảng 7 tỷ truy vấn mỗi ngày. Nếu không có sự hỗ trợ của AI, đây sẽ là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, những tiến bộ gần đây về năng lực tự học hỏi của AI như các mô hình ngôn ngữ lớn, một mô hình có khả năng hiểu và sinh ngôn ngữ tự nhiên dựa trên các kiến thức được thu thập từ các tập dữ liệu, cho thấy đã làm dấy lên lo ngại về khả năng mất kiểm soát đối với các hệ thống siêu AI, bởi hệ thống này có thể tự hành động một cách có chủ đích nằm ngoài khả năng giám sát hay can thiệp của con người. Ngay cả nhà khoa học tiên phong nghiên cứu về AI, ông Geoffrey Hinton, người được mệnh danh là cha đẻ của AI, người đoạt giải Nobel vật lý năm 2023, mới đây cũng đã lên tiếng cảnh báo về những hiểm họa mà công nghệ tiên tiến này có thể gây ra. Theo ông Geoffrey Hinton, AI là một công cụ tuyệt vời, tạo đột phá trong kỷ nguyên mới. Song, nếu không được sử dụng đúng cách và quản lý chặt chẽ, rất có thể nó sẽ trở thành thảm họa đối với con người. Mặc dù Geoffrey Hinton tự hào về những đóng góp của mình trong lĩnh vực AI, nhưng ông không che giấu mối lo ngại về những tác động lâu dài của công nghệ này. Ông bày tỏ mối lo ngại rằng sự phát triển của hệ thống thông minh hơn con người có thể dẫn đến kịch bản mà những cỗ máy này sẽ nắm quyền kiểm soát. Trong bài phát biểu khi nhận giải Nobel, ông Geoffrey Hinton cảnh báo những tiến bộ trong AI có thể dẫn đến việc tạo ra các hệ thống thông minh hơn con người, đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về khả năng kiểm soát mà chúng có thể đạt được trong tương lai. Lời cảnh báo của ông về rủi ro hiện hữu đã gây tiếng vang trong cộng đồng khoa học và công nghệ,
khơi dậy các cuộc thảo luận về các giới hạn đạo đức và an toàn cần thiết khi công nghệ này tiếp tục phát triển. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại!